Đại khái vậy. Quý vị có thấy trong năm cái thứ này mỗi một ngày á, những cái nước gọi là độc tài, những cái nước gọi là chủ nghĩa của Lenin, Karl Marx sẽ nó cũng giống như bốn bốn cái núi đá, bốn bức tường đá núi, mỗi ngày thu thu lại, ép lại, và càng ngày bốn cái núi đá nó càng gần, để cho tất cả những nước mà độc tài hay là chủ nghĩa mà không đúng á, mình dùng Karl Marx Lenin á, sẽ đi vào trong quá khứ và mãi mãi luôn. Thì quý vị thấy có giống không? Thì gọi là bốn bức tường ép lại. Sẽ không còn bao lâu. Từ đây cho tới đó, chắc kiệt ra thêm clip nữa là tới. Hãy